test nhẹ cho anh em tham khảo. Có mình làm cái nồi chiếc quay RX FI AT nha. Đó, quay ga lai số nha. Em ru ha. Hết keo luôn nha. Rồi chào anh em quay RX FI AT nha. Đây, con này là ga lai số nha. Thì em chuyên làm nồi ha, thì em sẽ quay lại cho anh em tham khảo luôn. Thì cái dòng này với dòng LED SAM là em vẫn nhận làm cho anh em ha. À, riêng con này thì đang bị tình trạng là thuộc nồi keo nồi nha. Thì em thay nguyên lại cái bộ nồi mới chủ xe ha. Thì phần cái bộ nồi cũ nó bị mòn nồi hết rồi. Đó, cái phần cái chén bị mòn nồi nè, mòn nồi ha. Bi thì nó bị mòn vuông góc, không còn độ tròn nha. Nó mòn nhẵn hết này. Đó, không còn độ tròn lăn ha. Dây cura bị đứt nha, đứt rồi. Nè, anh em coi. Nó banh hết luôn nha. Đó, dây cura không còn gì luôn. Cái này nó chạy từ thời đó chứ giờ chắc chưa thay nữa ha. Banh dây cura hết nè. Đó, lột ra luôn nha. Đó. Phần cái kẹp trượt thì bị mòn hết rồi. Chút nữa em sẽ thay lại nguyên cái bộ nồi thái luôn. Thì anh em đứng đây em sẽ qua đây anh em coi phần cái bộ nồi thái nha. Đứng camera đứng yên đi. Rồi, phần cái bộ nồi em đi lại cho chủ xe là phần bi sẽ đi là bi Bando Nhật nha. 60 Bando Nhật chủ xe ha. Đó, Bando Nhật chủ xe. Nguyên bộ nè. 60 Bando Nhật ha, mới càng xe chủ xe luôn. Phần cái nồi là em đi có hình nồi Vinh Thái nha. Đó, một cái cặp nhôm nồi Vinh Thái chủ xe nè. Dây thì em đi dây Vinh Thái luôn. Đây, dây Vinh Thái ha. Đó, mắc in Thái Lan nha anh em ha. Full mới nè. Đó. Rồi, dây Bando Thái nha. Đó. Honda Bando Thái Lan nè, full mới luôn, dây cũ chủ xe em bỏ nha. Đó. Em làm là em canh chỉnh phần nồi trước và nồi sau cho chủ xe luôn. Đó, anh em mà quay đích FI AT mà muốn làm nồi thì ghé bên em. Bên em thì chuyên làm nồi dòng mà quay ga lai số nha, quay đích FI AT 110 ha. Rồi, chào cảm ơn anh em quay ha. Chút nữa em thành ráp vô nha, rồi em sẽ quay lại cho anh em tham khảo luôn. Rồi, chào anh em. Test nhẹ cho anh em tham khảo cấu hình làm cái nồi chiếc quay đích FI AT nha. Đó, quay ga lai số nha. Em ru ha. Hết keo luôn nha. Đó, nãy xe vô rất keo ha. Em làm lại cái nồi là giờ em ru ha, hết keo ha. Chạy bao nhẹ nhàng cho em luôn. Đó, dòng xe quay RX FI AT nha, em làm là bao ok nha ha. Đó, phun nguyên bộ nồi em làm thay mới cho chủ xe. Đó, thay dây Bando ha và nồi thái em ru nhẹ nha. Đó, dạo nhẹ cho anh em tham khảo có mình bộ nồi chiếc quay AT ha. Đó, em làm xong là nồi là em ru nha. Chạy bao lướt cho anh em luôn, không có sợ bị tình trạng là chạy nồi keo nha. Dòng này là bị nồi keo rất nhiều nha, em làm lại là bảo em cho anh em, có hành lâu dài cho anh ha. Đó, anh em mà bị tình trạng nồi keo thì ghé bên em. Bên em chuyên làm nồi dòng quay đến FI AT nha. Đó, em ru ha. Đó, chạy nhẹ nhàng, em ru cho anh em. Đó, làm xong bên em sẽ có hóa đơn phát hành đầy đủ cho anh em ha, để cho anh em chạy nha, tha hồ chạy ha, em ru. Rồi, cảm ơn anh trai quay đến FI AT luôn.